Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết về đêm và sáng tại các tỉnh thành Bắc Bộ trong những ngày tới vẫn duy trì ngưỡng rét với mức nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng 14 đến 17 độ. Lưu ý trong ngày 10 tháng 1, khả năng khu vực xuất hiện mưa rào nhẹ do chịu tác động của hội tụ gió ở mực 5.000m. Còn ban ngày thì trên khu vực vẫn ít mưa, có nắng ấm và nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 24 độ. Với khu vực Trung Bộ, những hình thế gây mưa suy yếu cũng giúp cho mưa đang giảm nhanh, chỉ còn những cơn mưa rào rải rác tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Cục bộ có vài điểm còn xuất hiện mưa vừa, mưa to về thời điểm muộn trong ngày. Còn các khu vực khác thì trời nắng dần và nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng lên. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày có thể đạt là 22-25 độ. Khu vực Đà Nẵng trở vào cho tới Phú Yên, mức nhiệt là 24-26 độ. Còn khu vực Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, trời nắng nhiều, nhiệt cao 28-30 độ. Ở phía Nam, những cơn mưa trái mùa vẫn còn duy trì trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, những thời điểm có mưa lớn thì đã giảm hẳn, thời gian mưa cũng sẽ lui về thời điểm muộn trong ngày. Còn ban ngày thì trên cả hai khu vực trời sẽ đều có nắng nhiều hơn, với mức nhiệt vì thế trên cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ tăng nhẹ. Trên biển, trong 3 ngày tới, gió trên khu vực Biển Đông có xu hướng giảm dần về cường độ. Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu ở mức là cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió có cường độ trung bình, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, khiến cho tầm nhìn xa duy trì ở mức thấp. Bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.